Phương Trinh Chu Ly hiếm hoi kể về hôn nhân đổ vỡ, cố hàn gắn nhưng không thành. Những chia sẻ của Phương Trinh Chu Ly khiến nhiều người đồng cảm. Cuộc sống sau kết hôn của Phương Trinh Chu Ly khiến dân tình dành sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ được chồng cưng chiều, Phương Trinh Chu Ly rất được lòng gia đình nhà chồng. Phương Trinh Chu Ly hiếm hoi kể về hôn nhân đổ vỡ, cố hàn gắn nhưng không thành. Những chia sẻ của Phương Trinh Chu Ly khiến nhiều người đồng cảm. Mới đây trong một chương trình, Phương Trinh Chu Ly hiếm hoi trải lòng về hôn nhân trong quá khứ. Nữ diễn viên ngẹn ngào kể, lúc đó em chưa có gia đình mà em bé thì xuất hiện chưa kịp tính trước. Em với bạn trai cũ của em thì quen nhau cũng 5 năm, dự định có em bé thì sẽ cưới nhau. Nhưng lúc đó em vẫn còn nhỏ tuổi quá, chỉ mới 22-23 tuổi thôi, chia tay 6 tháng thì có bầu. Em thấy em buồn ngủ nhiều, mặc dù rất khó ngủ, đi mua que thử thai thấy hai vạch. Sau sóng gió, Phương Trinh Chu Ly đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Lý Bình rất yêu thương vợ. Tại đây cô cũng tiết lộ từng có ý định hàn gắn với tình cũ nhưng không thành. Tầm khoảng 3 ngày thì em nói với đàn trai về chuyện có bầu. Người ta cũng có trách nhiệm, thương em và hỗ trợ trong quá trình mang bầu. Khi bé sinh ra rồi thì em cũng quyết định làm lại từ đầu xem có được không, để gia đình mình có đầy đủ ba mẹ. Tại vì từ nhỏ em đã không có ba mẹ nên không muốn con mình rơi vào tình cảnh giống vậy. Nhưng có những cái đã vỡ thì có dán keo 502 cũng không lành được. Được biết Lý Bình và mẹ ruột có mối quan hệ thân thiết với Mia, cả hai luôn thể hiện sự quan tâm, lo lắng đặc biệt dành cho con gái Phương Trinh, không khác gì con cháu ruột. Cô cho biết mẹ chồng rất tân tiến về suy nghĩ và phong cách. Lý Bình và mẹ ruột có mối quan hệ thân thiết với Mia, cả hai luôn thể hiện sự quan tâm, lo lắng đặc biệt dành cho con gái Phương Trinh, không khác gì con cháu ruột. Cô cho biết mẹ chồng rất tân tiến về suy nghĩ và phong cách. Vì cả con trai và con dâu đều hoạt động nghệ thuật, nên bà đã quá quen với những lời khen chê, ca tụng hay dèm pha, và coi đó là điều thường tình. Chính vì vậy, khi Phương Trinh Chu Ly bị chỉ trích vì ăn mặc phản cảm, thì mẹ chồng cô không có phản ứng gì. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.